Thưa quý vị, cuộc phản công mùa hè của Ukraine đang diễn ra quyết liệt với việc Kyiv tung ra lực lượng tinh nhuệ nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga. Những bước tiến đáng kể của quân đội Ukraine trong thời gian qua đã khiến Moscow lo ngại về khả năng duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Không chỉ Nga, Trung Quốc cũng đang theo dõi sát sao tình hình chiến sự tại Ukraine. Bắc Kinh nhận thấy sự kiên cường và khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine, đặc biệt là trước một đối thủ mạnh như Nga, có thể là một bài học quý giá cho Đài Loan. Kể từ khi quân đội Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8 đến nay, quân đội Nga vẫn chưa thể hiện được khả năng đánh chặn hiệu quả. Lực lượng tấn công tinh nhuệ của Ukraine vẫn tiếp tục tiến lên. Moscow đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nên ưu tiên duy trì cuộc tấn công mùa hè hay quay trở lại phòng thủ càng sớm càng tốt để đánh đuổi quân Ukraine xâm lược. Cuộc phản công bất ngờ của Ukraine cũng khiến Bắc Kinh không thể không lo lắng. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh dọc eo biển Đài Loan, nếu lực lượng Mỹ và liên quân phản công và đổ bộ từ các địa điểm khác nhau, quân đội Trung Quốc có thể đối phó được không? Liệu những diễn biến trên chiến trường Ukraine có phải là hồi chuông cảnh báo cho Trung Quốc về những thách thức có thể gặp phải trong tương lai? Xe bọc thép do NATO hỗ trợ xuất hiện tại Nga. Quân đội Ukraine đã phản công Nga hơn 2 tuần và đã chiếm hơn 1.200 km2 lãnh thổ Nga. Quân đội Nga đã huy động quân từ khắp nơi nhưng vẫn chưa phát động một cuộc phản công mạnh mẽ mà đang cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Tất nhiên, Moscow hiểu rõ nếu một số lượng lớn quân có hiệu quả chiến đấu được chuyển về từ tiền tuyến, cuộc tấn công mùa hè theo kế hoạch ban đầu có thể gặp khó khăn và số quân được điều động có thể không thể nhanh chóng đánh bại quân Ukraine. Quân đội ở các quân khu khác có năng lực chiến đấu và trang bị hạn chế. Trong cuộc chiến với lực lượng tấn công của Ukraine hiện tại, họ dường như buộc phải vào thế phòng thủ, tạm thời không thể đẩy lùi quân Ukraine về biên giới. Điện Kremlin cũng ở trong tình thế khó xử. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã diễn ra hơn 2 năm. Quân đội Nga biết rõ quân đội Ukraine ngoan cường trong chiến đấu như thế nào. Nhiều loại vũ khí mà nước này được hỗ trợ có tính năng vượt qua quân đội Nga. Ý tưởng ăn một miếng nuốt chửng đối thủ quân đội Nga là không thực tế. Hơn nữa, quân đội Ukraine được trang bị tốt nhất khi tấn công Nga. Một số binh sĩ đã được NATO huấn luyện có hệ thống, sĩ khí kiên cường. Nếu quân đội Nga muốn đánh bại một đối thủ như vậy, có thể sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn. Thông tin tình báo cho thấy quân đội Ukraine tiếp tục tăng quân gần biên giới Nga-Ukraine. Số lượng xe bọc thép được triển khai là khoảng 600 xe, quân số có thể lên tới 10.000 người. NATO viện trợ cho Ukraine khoảng 1.550 xe bọc thép các loại. Một số trong đó đã bị hư hỏng trong các cuộc chiến trước đó và ít nhất một nửa số xe còn lại lẽ ra phải được sử dụng trong cuộc phản công này. NATO đã huấn luyện ít nhất 34.000 tân binh cho Ukraine, trong đó hầu hết bộ binh nên được huấn luyện chủ yếu về danh giật ở chiến hào. Các đơn vị thiết giáp khác có lẽ được huấn luyện để vận hành trang bị của NATO và chủ yếu học tập tiến công chiến đấu. Trong cuộc phản công này, lực lượng thiết giáp tinh nhuệ của Ukraine đã phát huy tác dụng. Ukraine luôn nhấn mạnh rằng đạn dược không đủ, viện trợ không kịp thời. Nhưng trên thực tế, nước này cũng đang tính toán kỹ lưỡng và chuẩn bị một số dự trữ, nếu không sẽ không thể phát động phản công quy mô như vậy. Nếu Ukraine thực sự đưa vào 10.000 quân để phản công, đối với việc phòng ngự tại tiền tuyến phức tạp như lấy trứng chọi đá, thì con số này có thể coi là tương đối khả quan. Lực lượng dự bị cơ động mà Ukraine giữ lại e rằng cũng không còn lại bao nhiêu. Ukraine đã đầu tư số tiền vốn lớn, cùng chờ xem nó phát huy tác dụng to lớn tới mức nào. Phản ứng chậm của quân đội Nga bộc lộ điểm yếu. Cuộc phản công của Ukraine diễn ra bất ngờ. Quân đội Nga không phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Hàng trăm km vuông lãnh thổ đã bị mất trong vòng vài ngày. Điều này trực tiếp bộc lộ sự thất bại của hệ thống tình báo của quân đội Nga và sự thiếu dự đoán chiến lược đầy đủ. Trước đây, các lực lượng thân Ukraine chống Nga đã nhiều lần tiến vào Nga từ Ukraine, nhưng phản ứng của quân đội Nga rất chậm. Việc không phản ứng kịp thời lần này cho thấy Bộ Quốc phòng Nga thiếu một kế hoạch chiến lược tổng thể. Vào tháng 5, quân đội Nga đã chọn mở mặt trận mới từ phía bắc Ukraine tấn công khu vực Kharkiv. Điều này không chỉ tiêu hao quân số hạn chế của Ukraine mà còn ngăn cản quân đội Ukraine phản công vào Nga. Rất có thể Moscow đã đánh giá sai tình hình và cho rằng Ukraine đã kiệt sức trên nhiều tiền tuyến và không đủ quân, trang thiết bị để phản công. Điều này khiến việc phòng thủ của quân đội Nga ở biên giới Nga-Ukraine không hiệu quả. Cuộc phản công này của Ukraine ở vùng Kursk của Nga trái ngược hẳn với thế trận tấn công và phòng thủ giữa hai bên ở vùng Kharkiv.
Ukraine đã kịp thời thu được thông tin tình báo về cuộc tấn công của quân đội Nga vào Kharkiv và nhanh chóng bố trí phòng thủ để chống chọi với cuộc tấn công của Nga. Ngược lại, Nga dường như không thể chống chọi nổi với đòn phản công của Ukraine, vốn có sức mạnh tổng thể kém hơn. Chiến sự ở khu vực Kursk đã kéo dài hơn 2 tuần, quân đội Ukraine vẫn đang ở thế tấn công. Quân đội Nga đã huy động quân theo nhiều hướng, nhưng chủ yếu ở thế phòng thủ và chưa phát động phản công quy mô lớn. Ukraine tiếp tục mở rộng các khu vực chiếm đóng. Moscow chỉ có thể liên tục công bố các báo cáo chiến tranh sai sự thật, hạn chế phổ biến thông tin nội bộ và cố gắng hết sức để che đậy sự thật. Lực lượng chi viện Nga bị điều đến khu vực Kursk có khả năng thiếu trang thiết bị hạng nặng. Khi đến nơi, trước tiên họ đào một số lượng lớn chiến hào ngoài đường liên lạc với quân Ukraine thay vì gấp rút giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng. Được biết, quân đội Nga đã điều động một số binh sĩ dự bị từ tiền tuyến ở miền đông Ukraine. Đội quân ngoài tiền tuyến đang tấn công dữ dội, dường như không bị ảnh hưởng gì và vẫn tiến lên chậm chạp. Moscow biết rằng cuộc phản công của Ukraine nhằm mục đích kiềm chế quân đội Nga và làm gián đoạn việc triển khai tấn công mùa hè của quân đội Nga. Vì vậy, Bộ Quốc phòng Nga tạm thời chưa điều động quân số quy mô lớn từ tiền tuyến về phòng thủ. Quân đội Nga đang dựa vào quân tuyển mộ từ các quân khu khác để tiếp viện cho Kursk. Ngay cả khi sẵn sàng điều động lực lượng có hiệu quả chiến đấu từ tiền tuyến, cũng không cách nào giải quyết trong chốc lát. Các thiết bị hạng nặng như là xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và số lượng lớn đạn dược sẽ phải mất một thời gian mới có thể có mặt trên chiến trường, và hệ thống chỉ huy của quân đội Nga một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các lực lượng Ukraine đang lợi dụng khoảng thời gian rảnh rỗi, cố gắng hết sức chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ Nga. Ukraine triển khai chiến thuật quân sự của Mỹ. Đã hơn 2 tuần, cuộc phản công của Ukraine tuy chưa gặp phải đối thủ thực sự có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng có thể coi là có hình có dạng. Hiệu quả huấn luyện của NATO đã được phản ánh ở một mức độ nhất định. Trình độ hiểu biết về chiến thuật của quân đội Ukraine vượt xa quân đội Nga. Tất nhiên, việc lập kế hoạch tổng thể, phối hợp, ứng phó khẩn cấp và thu thập thông tin tình báo trên chiến trường rất có thể đã được quân đội Mỹ giúp đỡ. Ngày 14 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Umerov. Lầu Năm Góc cho biết đây là sự việc mà chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia và tiếp tục theo dõi. Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng các phi công Ukraine hiện đang vận hành máy bay chiến đấu F-16 và lính bộ binh Ukraine đã được huấn luyện phức tạp và đang vận hành xe tăng Panther của Đức và xe tăng Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết có những dấu hiệu cho thấy các cuộc tập kích của Ukraine vào Nga đang khiến quân đội Nga rút lui khỏi các tỉnh phía đông Ukraine. Các quan chức Mỹ tin rằng người Ukraine đã thể hiện tốt trên chiến trường. Cuộc phản công của Kyiv ban đầu thể hiện hình thức tác chiến trên dưới nhiều tầng. Trong khi lực lượng thiết giáp mặt đất đột kích, máy bay không người lái giám sát chiến trường từ trên cao và tấn công trước các sân bay lân cận của Nga, giảm nguy cơ bị máy bay chiến đấu Nga tấn công. Quân đội Ukraine còn cho nổ tung 3 cây cầu trên tuyến vận tải hỗ trợ của quân đội Nga nhằm ngăn chặn thiết bị hạng nặng của Nga đi qua. Sau khi quân đội Ukraine phát hiện ra khu vực tập kết quân tiếp viện của Nga đã kịp thời phóng tên lửa HIMARS bắn phá, chiến đấu cơ F-16 cũng đã bắt đầu tấn công. Các hình thức tác chiến này thực sự phản ánh chiến thuật của quân đội Mỹ. Lực lượng thiết giáp Ukraine do NATO huấn luyện chưa có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động tấn công, và giờ đây cuối cùng là họ đã có thể phô diễn kỹ năng của mình. Họ bắt đầu với những đơn vị Nga yếu hơn, sau đó chuẩn bị đối mặt với những đối thủ mạnh hơn theo trật tự lý tưởng. Kyiv tuyên bố đã bắt được 2.000 quân nhân Nga và đề nghị trao đổi tù binh chiến tranh với Nga. Những điều này đang thực sự khiến Moscow đau đầu. Cuộc phản công của Ukraine trên lãnh thổ Nga tương đương với việc mở ra một trận chiến điển hình mới. Trước đó, cả Moscow và Bắc Kinh đều cảm thấy Ukraine chỉ có thể bị đánh bại. Ngay cả khi quân đội Nga không thể chiếm Kyiv trong một lần hành động, cũng có thể duy trì lợi thế tấn công tổng thể. Cuộc phản công được chuẩn bị kỹ lưỡng của Ukraine vào mùa thu năm 2023 không hiệu quả lắm. Giờ đây, cuộc phản công của Ukraine trên đất liền đã khiến Moscow một mặt phải tái bố trí quân đội, mặt khác buộc phải thực hiện những điều chỉnh lớn về hệ thống chỉ huy. Lực lượng tấn công Ukraine có thể làm được bao nhiêu đi nữa? Liệu họ có thể giành được chỗ đứng vững chắc hay không? Và họ có thể ở lại Nga trong bao lâu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình chiến tranh? Quân Ukraine bất ngờ thể hiện sự cơ động đáng ngạc nhiên trong khi quân Nga phản ứng chậm, tạo cơ hội cho quân Ukraine giành lại thế chủ động trên chiến trường ở một khu vực nhất định và có thể phá vỡ lợi thế chung của quân Nga. Nhưng không chỉ Moscow cảm thấy khó chịu mà Bắc Kinh nhìn thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Liệu quân đội Trung Quốc có thể ứng phó với cuộc phản công của Mỹ? Ngày 17 tháng 8, Tân Hoa Xã dẫn thông tin truyền thông Nga cho biết
24 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng quân đội Nga ở tỉnh Kursk, đồng thời cho biết Ukraine đã mất tới 300 binh sĩ và 31 xe bọc thép trong 24 giờ trước đó. Trong trận chiến ở Kursk, Ukraine đã tổn thất tổng cộng 3.160 binh sĩ và 44 xe tăng. Một báo cáo trận chiến như vậy rõ ràng là bất bình thường. Nếu quân đội Ukraine đầu tư 10.000 quân thì đã tổn thất 3.160 người, tương đương với việc mất khoảng 1/3 sức chiến đấu và không thể tiếp tục tấn công. Nhưng Tân Hoa Xã dám trực tiếp dẫn dùng và Trung Quốc cũng đang cố gắng che đậy sự thật. Quân ủy Trung ương Trung Quốc có lẽ đang nghiên cứu nếu khai chiến ở eo biển Đài Loan, quân đội Mỹ và các nước đồng minh tiến hành một cuộc phản công tương tự thì cần ứng phó như thế nào? Ukraine mặc dù đã có được nhiều thiết bị của Mỹ nhưng lại không có vũ khí quá tối tân. Tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có thể phóng bằng hệ thống HIMARS là tên lửa tầm ngắn cấp thấp nhất của quân đội Mỹ. Máy bay chiến đấu F-16 là loại máy bay chiến đấu mà một số nước NATO đang chuẩn bị loại bỏ và hiện tại, Ukraine dường như chỉ có một phi đội. Một số xe tăng và xe bọc thép chiến đấu là trang bị tích cực của quân đội Mỹ và NATO, nhưng số lượng cũng có hạn. 155 khẩu pháo, vũ khí chống tăng còn lại là những trang bị thông thường. Tên lửa Patriot là loại vũ khí cao cấp nhất nhưng mang tính chất phòng thủ. Một số lượng lớn máy bay không người lái chủ yếu do chính Ukraine sản xuất. Với trang bị như vậy, quân đội Ukraine đã bắt chước chiến thuật của quân đội Mỹ và gây bất ngờ cho quân Nga. Nếu bị quân đội Mỹ và vũ khí cao cấp hơn thay thế, thì ai có thể chống lại được? Giả dụ sau khi quân đội Hoa Kỳ phá hủy các đảo quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, đổ bộ lên từ đảo Hải Nam và chuẩn bị phá hủy hoàn toàn các căn cứ hạm đội Biển Đông của nước này, đặc biệt là các căn cứ tàu ngầm của nó, thì quân đội Trung Quốc có thể còn rơi vào tình trạng hỗn loạn lớn hơn. Lục quân ở chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc chỉ có 2 tập đoàn quân. Nếu một tập đoàn quân và thủy quân lục chiến đi hỗ trợ các hoạt động ở eo biển Đài Loan, thì sẽ chỉ còn lại một tập đoàn quân bảo vệ suốt các tỉnh Hồ Nam, Quý Châu đến Quảng Đông, Hồng Kông và Macau. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Các tàu chiến đổ bộ ở chiến khu Nam Bộ đều tập trung ở eo biển Đài Loan. Bộ binh khó có thể vượt qua eo biển Quỳnh Châu chi viện về vùng biển phía Nam. Một số máy bay chiến đấu J-20 và J-16 ở chiến khu Nam Bộ cũng sẽ được chuyển đến eo biển Đài Loan. Số còn lại e rằng có thể gặp khó khăn hơn trong việc tranh giành quyền làm chủ trên không với quân đội Mỹ. Hạm đội tàu sân bay Sơn Đông sẽ tới vùng biển Philippines và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Hạm đội Nam Hải sẽ bị tiêu diệt bởi các cuộc không kích của Mỹ vào bến cảng và sẽ không thể ngăn cản quân đội Mỹ đổ bộ. Nếu quân đội Anh đồng thời đổ bộ lên đảo Hồng Kông để phản công, thì Trung Quốc nên ứng phó thế nào? Ngoài ra, bán đảo Liêu Đông, bán đảo Sơn Đông, Thượng Hải và những nơi khác có thể được chọn làm điểm đổ bộ cho các cuộc phản công của Mỹ và đồng minh. Chẳng phải Trung Quốc sẽ mất tất cả sao? Sự xuất hiện bất ngờ của quân đội Ukraine không chỉ khiến Điện Kremlin bất an mà còn khiến Trung Nam Hải lo lắng. Đây chính là điều mà Lầu Năm Góc muốn thấy. Trong khi Ukraine dồn lực lượng tinh nhuệ vào cuộc phản công, khiến Moscow và Bắc Kinh không khỏi lo lắng, thì Đài Loan cũng không ngồi yên. Hòn đảo này đã chọn thời điểm này để phô diễn sức mạnh tên lửa phòng không, một động thái mang tính chiến lược rõ ràng nhằm thể hiện quyết tâm tự vệ và gửi một thông điệp cứng rắn tới Bắc Kinh. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc đại lục, Đài Loan đã gửi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm tự vệ của mình. Hòn đảo này đã mở cửa một địa điểm thử nghiệm tên lửa bí mật cho giới truyền thông, đồng thời tiến hành một loạt vụ phóng tên lửa đất đối không, thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền trước các hoạt động gây sức ép ngày càng tăng của Bắc Kinh. Đài Loan, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các đồng minh khác, có quan điểm tương tự, tiếp tục cải thiện nhanh chóng khả năng tự vệ của mình thông qua việc mua hàng từ quân đội Hoa Kỳ, cũng như là hoạt động nghiên cứu và sản xuất của chính họ. Các tên lửa mà Đài Loan mua từ Mỹ và tự phát triển, sản xuất là một phần quan trọng trong vũ khí tự vệ và chiến lược phòng thủ quốc gia của nước này. Hôm 20 tháng 8, tại căn cứ Cửu Bằng, huyện Bình Đông, Đài Loan, cuộc thử nghiệm quân sự đã bắn cả tên lửa Patriot của Mỹ sản xuất và tên lửa Thiên Cung 3 do Đài Loan sản xuất lên bầu trời vào lúc bình minh, trong khi một tàu chiến ngoài khơi đã bắn một tên lửa RIM-66 Standard. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan Tôn Lập Phương cho biết, tất cả các tên lửa được bắn hôm nay đều trúng đích một cách suôn sẻ và đã chứng minh được hai điều. Điều đầu tiên là quá trình huấn luyện binh lính của chúng tôi rất vững chắc, và điều thứ hai là hệ thống vũ khí của chúng tôi đã được kiểm chứng trong quá trình bắn tên lửa thật này. Các sĩ quan và binh sĩ tiểu đoàn 633, lữ đoàn 795 của Không quân Đài Loan tham gia phóng tên lửa phòng không Patriot 2 lần lượt vào khoảng 6 giờ và 7 giờ 28 phút sáng ngày 20 tháng 8. Khi hai tên lửa được phóng, phần đuôi bốc cháy kèm theo âm thanh lớn. Các tên lửa lần lượt bắn trúng chính xác hai máy bay không người lái mục tiêu. Ngoài ra, tiểu đoàn 613 thuộc lữ đoàn 792 của Không quân Đài Loan
đã phóng một tên lửa phòng không Thiên Cung 3 do Đài Loan tự sản xuất vào khoảng 6 giờ 55 phút sáng. Tên lửa này cũng bắn trúng một mục tiêu giả định khác. Căn cứ Cửu Bằng là nơi thử nghiệm nhiều loại tên lửa của quân đội Đài Loan. Đây cũng là nơi đặt các nhà máy và cơ sở của Viện Khoa học Trung Sơn Đài Loan, nơi chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển vũ khí thiết bị. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn chục năm, giới truyền thông được mời tới căn cứ bí ẩn này để quan sát và đưa tin về cuộc tập trận bắn tên lửa của quân đội Đài Loan. Cửu Bằng cũng là nơi Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Trung Sơn do chính phủ điều hành, tiến hành thử nghiệm các loại tên lửa mới, chẳng hạn như là phiên bản tầm xa hơn của Hùng Phong, được thiết kế để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra với chúng ta lúc này là liệu Đài Loan có thể trở thành một Ukraine thứ hai hay không? Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Đài Loan và Ukraine khi cả hai đều là những tiểu quốc nằm cạnh một người hàng xóm khổng lồ và hiếu chiến. Thực tế đang chứng minh rằng cả Ukraine và Đài Loan có thể đi xa đến mức nào với niềm tin bảo vệ lãnh thổ của mình. Sự kiên cường của Ukraine trước cuộc chiến với Nga chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho Đài Loan, củng cố quyết tâm của họ trong việc đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào từ Bắc Kinh. Quý vị nghĩ như thế nào về những câu chuyện mâu thuẫn, căng thẳng địa chính trị dường như không bao giờ có hồi kết này? Hãy để lại bình luận ở phần dưới và giúp chúng tôi làm sáng tỏ vấn đề. Còn bây giờ thì Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.